Còn cái diện đời mình còn cái diện đời nó vô hạn, bởi vì có hình hình nó có cái dạng nó rồi nó mất, nó có đó rồi nó mất đó. Còn cái Phật là cái vô vi, cái Phật là nó mãi mãi còn hoài trên trường tồn vĩnh viễn với cái đạo. Còn cái đời thì có đó rồi nó sẽ hoại đi, nó không còn, tất cả đều thay đổi, nó có đó rồi nó tiêu, nó không có như cái đạo được. Cái đời là khác, còn cái đạo là nó cũng đi đường khác, đi vào cái chỗ vô vi, chỗ không thì cái đời thì nó không có tuyệt đối được. Thì mong tất cả anh em chúng ta cũng cùng nhau để mà bàn với luận, để mà trở về với cái con đường đạo pháp. Cúi đầu chào cái ông bà cô bác, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay cũng gặp cái nhân duyên để gặp anh em tiếp, thế mà quay lên để cho cái người đời để mà tu hành chấn chỉnh lại cái đạo pháp, nhờ ơn đức Phật thầy cha hộ độ. Cũng có những cái đề tài một tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, khi đối đầu khó kiếm điên khùng, thì nhờ mà tất cả để mà cùng để tu, để trao đổi sửa trao đổi với nhau để mà chia sẻ nhau để mà tu hành. Tại vì thầy nói là tu kiếp kiếp nếu không quá trễ, để cuộc đời này nó trễ nãy cho cái cuộc sống hôm nay mà ta đã biết rằng là đã hết rồi, thầy đã nói là hết rồi rồi, không có còn nữa. Cuộc sống hôm nay nó sẽ biến chuyển đổi thay rất rất là nguy, không phải như là mà hồi đời này sang qua những đời khác, kiếp này rồi sang qua kiếp khác, để cho con người phải chuyển theo những cái định lực của thiên nhiên trời đất mà đời đã cấp bút, mà thầy đã nói tu cái gấp bút kiếp để mà để trễ. Khi đối đầu, khi mình đối chuyện gặp những cái chuyện gì mà nó khó khăn, hay là nói gì cái chuyện nó đối đầu là nó đem tới cho mình những cái chuyện khó khăn, là như là nước rửa hay là giặt giã hay là những cái khổ khổ đau cho đến cho thân con người. Mà bây giờ ngày nay mình đã thấu biết để tìm hiểu cái chân lý nhà Phật, để mà thầy chỉ cho mình biết được cái chân lý đường đi để mà về cõi Phật, ta phải kiếp kiếp để làm một cái bổn phận của con người, gắn vào tu. Mình tu đó là mình phải làm, mình làm mới có mình hưởng được. Tu với tỉnh nay đà gặp cuộc, thì nay đã gặp cái được thầy đã ban bố cái đức hạnh đức ân để cho ta tu hành để về cái con đường đạo đức, thì bây giờ ta phải tiến bộ, người ta phải nhanh chóng bước chân đi về con đường đạo đức để mà tu hành làm theo bổn phận của mình, để theo thầy theo Phật, để sau này không hổ thẹn. Nay đã gặp gốc, ta phải mau tìm gốc để sau này mà ngồi than khóc gỡ làm sao hết gối mà về. Thì mình gỡ ở dưới thế gian này bốn bề là của đời của giả tạm, không có cái gì mà thiệt với ta, có chỉ là đường tu trở về với Phật, chứ trời Phật chỉ đó là đường tiến đó, đó là chân thật của con người đạo. Đạo là đường đi để ta đi về cảnh thế giới cực lạc, về với Phật vì mới an thân được. Còn ở với thế gian này chỉ đó là tạm mượn, có rồi đây rồi lúc nào nó cũng sẽ tàn đi. Thì bây giờ cuộc đời thầy đã mà chỉ xuống như này, thầy chỉ cho mình để mà lo tu hành tìm con đường chân chánh để đi, thì mình phải thấy lấy cái mục tiêu để mà mình để về cái cảnh Phật, thì mình phải có làm, mình phải có hưởng, mình không có làm thì không có đạt được, mà chính bản thân mình tu mình mới có hưởng được cái thân thân sau này. Mà sau này không phải là nói là sau này là nó đâu xa, nó kế bên lưng, nhiều khi cái thời dần số mạng của con người rồi nó sẽ không biết còn được cái ngày mai hay không.
những hơi thở thở ra mà không hít vào được, đời sẽ tàn ngủ theo cái cuộc sống. Còn cái đời đã nó cho biết, là Phật đã cho biết mình là khổ với thảm ngày nay. Ta thảm với khổ ngày nay có mấy dòm ngày sau mới thấy bay hồn. Bay hồn khiếp với kể từ đây nhắn gửi cho ai dội chết thầy. Bởi vì thầy nói là khổ với thảm, bốn bề sống vậy. Nhìn lừng trời, lửa cháy liên miên. Bởi có khổ với thảm, không phải là nó thường. Bởi vừa cái cuộc sống này sau này nó còn cái mai này nó còn phải gian nan, nó khó khăn với cái cuộc sống, với bà con, với xã hội. Nếu mà nghe được bà con nào mà được cái sự mình hiểu được, cái san sẻ nhau, trao đổi nhau để mà tu hành, để tiến tu tiến, để vào con đường đạo pháp, để mà nó tu tỉnh, để nhắc nhở bà con anh em cùng nhau để tu, để mà về cái cảnh Phật, thì thầy chỉ dẫn cho ta để con đường, chỉ đó là cái con đường về Tây Phương Cực Lạc. Ta gắng phải đi tìm cái đường chân chánh để mình đi về cái con đường cực lạc, để khỏi thù khỏi thẹn với cái bổn phận của mình là con rồng cháu tiên, giữ gìn đạo pháp để giữ cho nó trọn vẹn cái nhân nghĩa đạo lý, làm người sanh ra để cho trọn vẹn có cái đạo đức phẩm giá của cái tông cổ của ông bà của chúng ta để gây dựng lên đây mà mình mới có được ngày nay. Thì ngày nay nhờ cái tu tập cầu siêu cầu nguyện, đó là cũng lại cầu nguyện cha mẹ mình được an thân, được cũng là cái được cái hạnh phúc, cái phước đức của cái cầu nguyện hàng ngày hàng giờ cha mẹ ông bà siêu thoát được cái cảnh về cảnh cực lạc nó an nhàn. Thì cũng yêu cầu, mình cũng mong muốn sao cho tất cả anh em bà con trong cái bộ đạo, hay là người chưa bước vào đường tu phải gắng cố gắng để mình tiếp tục để mà mình để tu hành, để mà tìm cái con đường giảng sanh về cực lạc, để cho không còn khổ sở, tìm đường chân chánh để đi cho con đường thẳng vẳng về cái cảnh thế giới cực lạc. Thì mong cầu sao cho tất cả chúng sanh và tất cả luôn cả đồng loại và tất cả để cùng nhau để tu, để mà về với cái cảnh Phật an nhàn, không có còn khổ sở, không còn cái cảnh khóc than đau khổ ở dưới thế gian này. Mà mong cầu sao cho tất cả chúng sanh đều tu để mà tiến, để lên cái con đường về cảnh Phật, không có còn cái cảnh giả này nữa, mà vì mình về sống bằng cái cảnh thiệt tình, bằng cái cảnh vô cùng quý báu, thơm tho mùi vị, chỗ nào nó cũng là Phật, cũng thánh tiên, chứ còn không có còn cái phàm tục với cái cảnh đời này. Thì mong cầu sao cho tất cả bà con đồng đạo anh em trong người tu, để cho nó trở về với cái bản ta tánh thanh tịnh, để mà lo tu hành, để chấn chỉnh lại con đường. Ở xưa nay nhiều khi mình không có hiểu được cái chân lý nhà Phật, mà cái con đường đạo của Phật thầy chỉ dạy cho ta, rồi cứ mãi mê sai theo nào danh, nào cuộc sống tình ái, lục dục thất tình, đã là nhiều khi là danh lợi nhà cửa, vợ đẹp con cưng, nó đủ hết trong cái cuộc sống của mình, nó gạt mình, nó làm cho con người mình phải yêu đứng, phải gian nan, phải khổ sở chết, rồi phải mang cái tội luân hồi lên lên xuống xuống không bao giờ cho hết được. Ngày nay thầy đã nói là kiếp, nếu kiếp này mình đã rút ráo, mình phải gắng lộ tu để mà trở về, bởi vì con không còn nghiệp nữa, nay đã hết cái đời, mình phải gắng cố gắng, mình phải trở lại gắng lộ tu, tỉnh lại, chấn chỉnh lại cái đạo pháp của cái đạo để nghe, rồi mình sửa đổi lại cái tâm tánh, cái tâm nó dơ bẩn, nó không còn chân chánh. Ngày nay mình gắng niệm Phật vào để trong cái tâm
để chi, để sửa đổi được cái tâm cái tánh, để cho cái con đường mình tu hành nó trong sáng trong sạch, được mình mới về được cái cảnh thế giới cực lạc. Nhiều phương pháp cũng là thầy cho biết là nhiều phương pháp ngừa sau ngăn trước người trần quần cũng không có thoát khỏi cái thế gian này. Ai ai cũng đều là khổ trong cái khổ bể khổ này, chứ không phải là riêng gì một ai. Đó là cái trong cái đời sống của con người, dục vọng danh lợi nó làm lôi cuốn tất cả cuộc sống của chúng ta, không có còn như hồi xưa để mà cuộc sống đẩy đưa vào cuộc cái sống tu tỉnh người hiền đức, người ta có cái mực thước. Bởi vì mà thầy nói là theo xưa chớ đừng có quay dội, theo nay tu cho nó được thẳng ngay, chớ đừng có được làm hoài theo xưa nay. Mà lời thầy nói gán tu tỉnh, chuyên cần niệm Phật, gán làm lành thoát cảnh nhà ma, khỏi sinh ra những cảnh tiếc tha đời khổ hải, biết đâu mà trước được. Thì chúng sanh nào mà bước vào con đường đạo đức thì người mà thấy trở lại một cái con đường đạo pháp, đó là một cái màn vô minh đã thấy sáng suốt, mình đã thấy được, mình dán được cái màn rồi, thấy được những cái ánh sáng con người đời nay, mình đã hiểu được thì cái đạo lý là trường chân chánh, cái đạo pháp nó không có lưng thường đạo lý nhân nghĩa lễ chí tính, đó là cái pháp của con người để mà trao đổi, để học hỏi, để mà chủ định cho bản thân mình. Chán làm tròn bổn phận, nếu còn sai trái mình phải gắng cố gắng thêm để mà học hỏi những cái lời nói của thầy, để chỉ cho ta những cái bước đi, từ bước đi từ cái sự sống, từ cái hành động, sự đẹp đẽ tốt tư của cái đạo pháp của nhà Phật. Gắng tu tỉnh, chuyên cần niệm Phật, gắng làm lành, dẹp cất lòng tà, thì mai sau mới được khỏi thiết tha. Đó thì bây giờ mình phải gắng cố gắng để tập cái mà tập sự để mà lo niệm Phật, cầu cho về cái cảnh thế giới cực lạc cho Phật, chứ không phải là mình tự bây giờ theo thầy học đạo để mà trọn vẹn cái thầy trò. Nghĩa ơn thầy đã thương xót chúng sanh không ngày nào mà sung sướng để mà nghỉ ngơi, ngài cũng thương hết tất cả để mà dạy bảo chúng sanh để tìm cái con đường chân chánh để đi. Để bây giờ ta phải noi gương theo đó để làm những cái bổn phận. Nếu ta con người trao sửa dồi mài công đức hạnh hiền lương của Đức Phật, Đức Thầy đã chỉ điểm cho ta trở về cái thế giới cực lạc, cái con đường đi đó là trong bốn cuốn. Thì cơ trong bốn cuốn đó là cái bản đi đồ trở về cho con người để mà trở về với Phật, để mà trở về với cái lương tâm, cái tâm mình không có còn như bẩn như hồi xưa nữa, thì trở lại trong sáng trong sạch, nghĩ Phật có Phật, nghĩ phàm có phàm, nghĩ đời sống của mình tin tưởng gần có đây là có tiên, có Phật, có thần, có thánh, tất cả đều cũng do nên ta nghĩ. Thì cuộc đời cứ gấp rút, mà không phải là một ngày nay mà hay là một ngày mai, mà đó là cái chuyện nó gấp bên lưng, không phải là nó còn xa đi nữa. Bây giờ phải gắng ngủ đêm sáng ngày chưa biết rồi ta phải làm sao đây. Cuộc đời thay đổi và con thấy cái cảnh đời này nó thay đổi nhiều cái phương hướng. Nào là bệnh dịch nè, đau ốm nè, rồi đau đói nè, thuốc men không có nè, rồi giặc giả ở ngoài nè, rồi sắp sửa đây lan tràn cho tất cả chúng sanh, nó không phải như hồi xưa mà còn lâu nữa. Thời gian này gấp rút, chiến tranh nó đã gây ra khó khăn làm cho tất cả. Đó là cái gì? Đó là cái nghiệp lực lớn thì theo cái nghiệp lớn, mà nhỏ thì trong cái nghiệp nhỏ.
Ngoài cái nhân quả thì mình tạo ra mình phải trả. Thì cuộc đời nó gấp, mình phải gắng lo tu, giết để mà làm một cái nền móng trước, để có cái sự sống mà mình phải có cái nền. Nếu mà không có nền tảng được thì mình tu nó không có vững chắc được. Còn mình muốn cất cái nhà mình phải có cái nền. Bây giờ mình muốn tu phải gắng tu sớm, tu viết, tu gấp, tu tốt để cho nó kịp cái thời cơ. Mong bà con anh em phải làm rút ráo để cho cái con người đời nay, để mà lo tu hành chấn chỉnh lại cái Phật pháp, mình phải gắng lo nghe theo lời thầy lời Phật để mà mình tu tỉnh. Đó là nay đã gấp lắm rồi đó, là tất cả đều thấy cuộc đời mình đã thấy trước mắt, thầy đã cho thấy hết, chứ không phải là nói gì, mình nói mới biết. Không nói anh em mà lên mạng cũng thấy đó là cái phương tiện. Bây giờ thấy là nào là giặc giả chiến tranh, nào là nắng hạn mưa khổ sở biết bao nhiêu, mà nào là những cái bệnh dịch, rồi bây giờ đau ốm nhà thương nằm không có chỗ đó. Cái khổ ách này nó sẽ đến, nó như vậy là nó sẽ gấp khúc rồi đó, tới bên lưng rồi. Mà gắng đi để mà lo tu tỉnh, kêu gọi tất cả anh em trong đồng đạo đừng có lơ là, đừng có quên bỏ mà cái đạo đức, mà phải tiến bộ lên, phải mau nhanh chóng lên cho kịp cái chân, cho kịp cái hội kỳ hội này, cái hội Long Hoa này, để cho cùng để tu, để cùng tiến, để cùng để mà về cái cảnh Phật với thầy. Mình không khổ thẹn là một đệ tử của Đức Thầy vì cùng nhau để mà hội ngộ giữa cái anh em đồng đạo. Bởi vì thầy nói là điều thứ 8, đứng mọi việc chi đời hay đạo đức, phải không? Đứng điều thứ 8, ta phải thương yêu lẫn như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Bây giờ mình đã dìu dắt lẫn nhau về cái con đường tu hành, thì phải mong cầu cho bà con để mà sửa đổi tâm tánh, cái chí hướng để về với Phật chứ tiên. Mình không khổ thẹn với con lành Phật giáo, mình khỏi có còn cái chuyện đời, mình còn cái chuyện đời nó vô hạn. Bởi vì có hình nó có cái dạng nó rồi nó mất, nó có đó rồi nó mất đó. Còn cái Phật là cái vô vi, cái Phật là nó mãi mãi còn hoài trên trường tồn vĩnh viễn với cái đạo. Còn cái đời thì có đó rồi nó sẽ hoại đi, nó không còn, tất cả đều thay đổi, nó có đó rồi nó tiêu, nó không có như cái đạo được. Cái đời là khác, còn cái đạo là nó cũng đi đường khác, đi vào cái chỗ du di, chỗ không thì cái đời thì nó không có tuyệt đối được. Thì mong tất cả anh em chúng ta cũng cùng nhau để mà bàn với lẫn, để mà trở về với cái con đường đạo pháp. Mong cầu được tất cả anh em trong cái đồng đạo để mà trở về con đường này, đã gấp rút, đã kêu thầy kêu gọi cũng nhiều giai đoạn, thầy đã rút giết để mà trở về mà lo tu hành, để mà trở về cho kịp lắm qua đại hội. Ngày đó là ngày mừng vui, để mà cùng nhau hiệp cùng nhau để mà vui mừng ngày hạnh ngộ giữa đồng đạo, giữa cái tình mà đạo hữu với nhau, tình nghĩa anh em cùng một cha, để cùng hưởng sự cái yên vui, cái sự an nhàn của trời Phật đã ban bố cho mình. Được nào là mình tu bao nhiêu thì mình hưởng được bao nhiêu, mình làm được cái gì thì mình hưởng cái nấy. Ví dụ ra mình tu được cái phước đức gì thì mình làm, thì mình được hưởng cái phước đó trọn vẹn. Thì vậy thì mà mong cầu cho tất cả anh em trong cái xã hội gắng cố gắng tu tỉnh để gặp Phật, để mà không có còn khổ sở. Mong cầu hết trơn tất cả bà con trong tất cả nước và trong nước và ngoài nước, gắng lo tu tỉnh đặng mà chuyên cần ngày gặp Phật, không còn hổ thẹn. Mong cầu cho tất cả anh em trong đồng đạo, ngoài tất cả những người tâm đạo, để mà trở về với Phật, với Thánh, với Tiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, tụi theo.